chiếc xe ô tô điện sẽ cạnh tranh trực tiếp với VinFast VF9, số lượng xe bán ra hơn 1.300 chiếc trong chưa tới một tháng. Sau khoảng thời gian úp mở, Kia đã ra mắt mẫu SUV điện mới của mình vào tháng 3 vừa qua. EV9 là mẫu xe cao cấp nhất của Kia và là chiếc SUV điện 3 hàng ghế đầu tiên của hãng. Trong đó, mẫu Kia EV9 2024 được phát triển dựa trên nền tảng EGMT của tập đoàn Hyundai Motor. Ngay sau khi công bố, mẫu xe Kia EV9 đã tạo nên một cơn sốt tại Hàn Quốc. Thống kê cho thấy, mẫu SUV điện này đã ghi nhận lượng đơn đặt hàng trước lên tới hơn 13.000 chỉ trong vòng 8 ngày kể từ khi ra mắt. Theo Korea Economic Daily Kia thì EV9 đã bắt đầu được giao đến khách hàng từ ngày 19 tháng 6. Sau chưa đầy một tháng giao hàng, Kia EV9 đã bán được 1.334 chiếc. Ngoài ra, một đại diện của Kia cũng cho biết hơn 50% đơn đặt hàng trước đến từ những khách hàng mới tiếp cận thương hiệu. Điều này cho thấy sức hút rất lớn của chiếc SUV điện cao cấp này. Khi được mở bán, EV9 sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với VinFast VF9 tại thị trường Mỹ. VF9 hiện đã có giá bán từ 55.500 đô la Mỹ, khoảng gần 1,3 tỷ đồng, còn giá bán của EV9 tại thị trường Mỹ hiện vẫn chưa được công bố chính thức.